Rong rêu là mối đe dọa lớn cho nhiều loại cây trồng, làm giảm năng suất và sức sống của cây. Vậy làm sao để tiêu diệt rong mà không làm hại cây trồng? Đã có Super Lining, giải pháp đột phá, quét sạch rong mà không gây chảy lá, bảo vệ sức khỏe cho cây trồng của bạn. Thành phần chính là đồng 15.000 ppm, kẽm là 3.000 ppm, sắt và mangan là 50 ppm. Các thành phần này đều là các vi lượng thiết yếu giúp cho cây trồng phát triển mạnh mẽ và khỏe mạnh, đồng thời hỗ trợ hiệu quả trong việc diệt trừ rong rêu mà không gây hại đến lá cây. Công dụng chính của nó dùng để sát khuẩn nhánh thân, cành lá, bộ rễ, ghẻ lá, ghẻ trái, nấm đen gai, chống xì mũ, quét sạch rong, nấm bộ hóng, mũi đen, nấm phát triển do mưa nhiều, quét xì mũ, thối thân, lộ cơ rễ, vàng đít trái, vàng lá do thối rễ, thối giữa thân, chạy dây, xỉu lá ngủ ngày chết nhanh, cung cấp vi lượng đồng nano chelate, chống hiện tượng xoắn lá, bạc lá non, chết đỉnh sinh trưởng do vi khuẩn và thiếu hụt vi lượng. Khuyến cáo kết hợp với tẩy ghẻ Fulvic Master để tẩy rong, tẩy ghẻ sạch bóng, trái bóng đẹp, lắc đều trước khi sử dụng, bảo quản nơi thoáng mát để xa tầm tay trẻ em, không dùng cho người và động vật. Trước khi sử dụng thuốc, bà con cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì đã cho để sử dụng đúng liều lượng với từng loại cây trồng. Bà con muốn mua hàng có thể liên hệ vào số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập website kỹsuhuy.vn.